Argentina hưởng lợi khi Messi vẫn còn quá hay. Messi và Argentina vừa trải qua một mùa World Cup đầy những vị ngọt ngào cùng chức vô địch xứng đáng. Họ chắc chiêu những cơ hội nhỏ nhất tại cửa tử vòng bảng khi bất ngờ để thua trước Ả Rập Saudi. Họ bản lĩnh đánh bại những ngôi lớn của bóng đá thế giới dù được đánh giá thấp hơn nhiều. Họ làm được những điều phi thường bởi họ có một tập thể đoàn kết kỷ luật, một huấn luyện viên đại tài, nô lược và đặc biệt là họ có một lá bùa hộ mệnh mang tên Lionel Messi. Có lẽ không quá nếu nói Messi đã cứu cả chiến dịch World Cup của Argentina, mở màn không suôn sẻ với trận thua đáng thất vọng trước Ả Rập Saudi. Argentina đứng trước một viễn cảnh tăm tối hơn bao giờ hết. Họ cần ít nhất một trận thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng đối thủ của họ khi đó là một Mexico lì lợm với thủ thành Ultra bật mốt World Cup. Bên cạnh đó là một Ba Lan dễ chơi hơn một chút, nhưng với đầu tàu đẳng cấp là Lewandowski, rất nhạy với các bàn thắng thì không thể nói trước điều gì. Chưa kể là áp lực nếu họ có may mắn vượt qua vòng bảng, nhưng chỉ với vị trí nhì bảng thì họ sẽ phải gặp ông kẻ Pháp ở vòng knockout. Và đương nhiên đó sẽ là một khó khăn rất lớn. Nhưng Messi đã giải quyết tất cả, đúng như dự đoán. Trận đấu với Mexico thực sự là một cửa ải khó nuốt khi các chân sút của Argentina tỏ ra bất lực trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật và sự xuất sắc của Ultra. Tưởng chừng mọi chuyện đã chấm hết với Argentina thì bùa hộ mệnh của họ, Lionel Messi đã có một cú vung chân lịch sử đánh bại Ultra, mang lại hy vọng cho Argentina. Và khi sự tự tin trở lại thì phần còn lại là lịch sử. Kỳ World Cup 2022 đã kết thúc được hơn 9 tháng. Các đội lại bắt đầu cho chiến dịch World Cup 2026 với vòng loại khu vực. Đương kim vô địch thế giới Argentina cũng có trận đấu ra quân gặp Ecuador, chơi trên sân nhà Monumental. Nhưng La Albiceleste gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ có nền tảng thể lực và được tổ chức tương đối tốt. Trong hiệp 1, lối đá pressing của Ecuador khiến Argentina không thể phát triển bóng từ sân nhà. Không những vậy, những pha mất bóng ở hàng hậu vệ và tiền vệ nhiều lần khiến cổ động viên Argentina thót tim. Nhưng đội chủ nhà đã thể hiện một bộ mặt khác trong hiệp 2. Họ tạo ra sức ép lớn hơn, đặc biệt là sau khi huấn luyện viên Scaloni tung các cầu thủ tấn công như Di Maria hay Julian Alvarez vào sân. Và bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 78, Argentina được hưởng quả đá phạt cách khung thành 20m. Và như thường lệ, người thực hiện quả phạt lại là Lionel Messi. Đá phạt ở cự ly 23m đổ lại với Messi bây giờ, chẳng khác gì đá penalty với anh. Messi đối mặt với hàng rào đối thủ đã được bố trí bởi những cầu thủ cao nhất bên phía Ecuador. Nhưng Leo vẫn đưa bóng qua hàng rào và đi vào góc hiểm khung thành. Và khi bóng tới gần, thủ môn Galíndez đã không buồn đổ người nữa vì biết rằng đã quá muộn. Bàn thắng đã giải tỏa bế tắc cho Argentina trước một Ecuador phòng thủ rất đông và sâu. Được đá trên sân nhà, nhưng Argentina trong hiệp 1 và phần lớn hiệp 2 tỏ ra vô duyên. Xà ngang và cột dọc liên tục từ chối các cơ hội của Nicolás Tagliafico lẫn Lautaro Martinez. Còn bản thân Messi cũng đã bỏ lỡ sau một pha solo đẹp mắt ở phút 71. Nhưng bàn thắng duy nhất của ngôi sao đá cho Inter Miami đã giúp Argentina có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Messi đã bước qua tuổi 34, độ tuổi xế chiều của một cầu thủ bóng đá, rồi sẽ đến ngày anh phải lui về và nhường lại sân chơi cho các cầu thủ trẻ. Trẻ già, măng mọc là điều đương nhiên, nhưng đó là chuyện tương lai. Quan trọng là hiện tại Messi vẫn quá hay, các fan bóng đá sẽ vẫn còn được tận hưởng ma thuật của anh thêm ít nhất vài năm nữa.